Bất thường Gaming đây, xin chào các bạn. Vào thứ bảy mỗi tuần thì mình sẽ đến quán Bunny Garden để mà được xoa dịu. Nhưng mà tuần này thì mình sẽ đến thăm nhà của Ruby, một YouTuber ảo, để được xoa dịu nha các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy có gì đó không ổn từ cái màn hình chính này rồi. Nên là mình đến tham dự một bữa tiệc do một VTuber, tức là YouTuber ảo, tổ chức. Thì YouTuber ảo này có tên là Ruby. Nhưng mà mình không hiểu tại sao chỗ này lại có vẻ như là có gì đó kinh dị. Đến tham gia tiệc thôi mà. Đây, ở dưới đây nó cũng có ghi là đến thăm tiệc của một VTuber này, Ruby, Whiska. Đấy. Tại sao mọi thứ lại như thế này? Đến tham dự một bữa tiệc thôi mà. À, gì đây? Những e. Vé để tham gia bữa tiệc. Đây là cái gì đây? Mình không rõ đây là cái gì các bạn. Ồ. Đây là cái gì đây? Không rõ luôn các bạn ơi. Có rất là nhiều thứ các bạn. Cái này là gì? Để xem nào. Sao thế? Đây là máy để quay vé à? Đừng nói là gacha chứ. Ơ. Không biết cái này có phải là gacha hay không các bạn. Nhưng mình cảm thấy là mình... Ơ. Cuối cùng cũng được vé rồi. Ờ sao thế? Đấy, mình đã gacha ra được vé các bạn. Không ngờ luôn là mới vào là chúng ta phải gacha để có vé tham dự. Rồi, bên trong đang tổ chức bữa tiệc của Ruby các bạn ơi. Tiệc chúc mừng của Ruby. Bây giờ chúng ta vào thôi. Ơ. Ờ, đến gặp Ruby xem nào. Hey there. Welcome to my house. I'm really happy you could join me for my birthday party. À, tiệc sinh nhật à. Tiệc sinh nhật các bạn ơi. We were waiting for you. We thought you would make a great addition to our family. Have you met them yet? They're over by the table. Why don't you go say hi to them? They love scratches. Rồi bây giờ là mình có thể tham gia bữa tiệc các bạn. Đâu cùng tham gia với lại đây là những người khác rồi. Cái là nhân vật này đây là theo tiếp kiểu như là ma cà rồng nhưng mà lại có tay mèo ở trên đúng không? Ủa? Mình vẫn nghe thấy tiếng gì đó. Mọi thứ đến đây mình thấy vẫn ổn. Chúng ta hãy làm gì? Ngồi vào bàn đó đúng không? Mình không thấy là có cái gì cả các bạn ơi. À, chúng ta phải chào hết tất cả những cái người tham gia ở đây à. Đã chào rồi mà, đúng không? À, còn ai khác nữa? Chứ là còn ai đó khác nữa rồi, thở lên trên tầng nhé. À.
Gì thế? Gì thế? Cứu chúng tôi là sao? Nói chuyện với Ruby. Mình thấy mọi cửa đều đóng cả các bạn ơi. Không biết là có chuyện gì không? Aren't they just adorable? I believe it's time to start this party. Rồi bây giờ bắt đầu bữa tiệc thôi. I'm starting to feel hungry as well. How about we kick things off with dinner? Ờ sao thế? Ê? Hả? Rồi, có gì đó không ổn diễn ra rồi các bạn ơi. Ê, tức là chúng ta bị bắt vào một cái dead game à? Chúng ta phải tìm ra những cái mà bánh nách đúng không? Mà Whiska muốn. Rồi sau đó thì kiểu tìm những cái vị khách khác à? Những cái người tham gia khác, sau đó quay trở về bàn. Và ngăn chặn cô ấy ăn. Ơ? Ở đây chẳng phải là một cái game tham dự bữa tiệc sao? Bây giờ tại sao lại trở nên như này rồi? Tại sao giờ nó trở nên như này rồi các bạn ơi? Cái bầu không khí mà vui vẻ ban đầu đâu? Mình không thích điều này đâu chứ. Những cái game mà mới đầu vào nó rất là bình thường, nhưng mà về sau nó kinh dị là mình rất là ghét nhá. Chúng ta đi khẽ với lại nút. Ơ? Ôi mà không đến mức đáng sợ lắm các bạn. Với các bạn ban đầu là kiểu trông khá là đẹp, cho nên là không đáng sợ lắm. Chạy bằng nút ship à? À! Không chạy được. À rồi, mình nghĩ chắc là chúng ta di chuyển đến những vùng, không di chuyển ở trong vùng màu đỏ, di chuyển chỉ trong vùng màu xanh. Và nhìn vào cái rate, cái nhịp tim của bản thân. Rồi 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 rồi, nãy mình không đọc cái luật các bạn. Rất là ngao. Ơ? Random à? Không di chuyển trong vùng màu đỏ đúng không? Di chuyển trong vùng màu xanh. Không có gì thì mình di chuyển như bình thường. Mình nghĩ chắc thế các bạn. Luật chơi là như vậy. Mình nghĩ là chắc là Ruby chỉ hù dọa thôi và tạo ra cái chương trình này để chơi cho vui thôi. Chắc thế. Rồi, di chuyển. Mình chưa tìm thấy bất kỳ ai các bạn. Hồi nãy mình còn tìm thấy một người. Ở đây rồi.
Màu đỏ không di chuyển, màu xanh di chuyển. Màu đỏ không di chuyển. Rồi, hóa ra như vậy các bạn ơi. Có ai ở đây không? Sao lại? Màu xanh là di chuyển, màu đỏ không di chuyển. Ê! Vương bị bắt là như nào? Làm đúng rồi nhưng mà vẫn thua các bạn. Có vẻ như luật chơi không đơn giản rồi. Màu xanh thì chúng ta phải chạy cực kỳ nhanh. Nếu không là tôi. Game này có vẻ khó đấy. Rồi. Ô, ra ngoài được. Phải chú ý đến cả nhịp tim nữa, nếu nhịp tim quá nhanh là mình sẽ tồi. Bây giờ mình phải đi ra cái chỗ nào đó mà chúng ta phải chạy được. Nếu không là không xong các bạn. Có khi nào là chúng ta thể tìm được chìa khóa không vậy? May quá. Tạm thời cứ chạy đi. Mình nghĩ là mình đã mở được cái cửa màu đen chứ. Ở đâu thế? Mình nghĩ là tùy thuộc vào những cái con mình lấy được thì mình có thể mở được cái cửa. Game này khá là khó nhá. Rồi rồi, mình vẫn chạy kịp. Không sao các bạn. Đồ.
hai đứa nữa. Không biết là ở đâu rồi. Mù đen, đã tôi. Ơ khoan đã. Chạy 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 chạy. Đã kiểm tra hết nhá. Quay được cái đồ nhá. Chạy ra ngoài này em kỹ chắc kịp. Ừ may quá. Ở đâu ấy nhỉ? Có chìa khóa hay gì không vậy? Không có. Quay đồ đồ nhá. Vâng, mình đã lấy được con cuối cùng các bạn ơi. Ơ, lấy được con cuối cùng rồi cơ mà. À, còn nữa. Đùa. Tôi chỉ xuất hiện thêm một lần ở dưới này. Mình chạy lên trên đây. Tìm một lần nữa xem có chìa khóa đen hay không. Mắt mình bị lóe các bạn ơi. Hoàn thành rồi đúng không? Ờ, cửa đó đã mở. Phòng màu đen. Lấy được chìa khóa của màu đen rồi đấy.
ra được bên ngoài à? Ê! Vâng. Game này kinh dị hơn những gì mình tưởng các bạn. Đại khái thì mình đã hiểu rồi. Là những cái người mà bị dụ đến hoặc là nhận được vé đến thăm thì nói chung là đều đã bị giải quyết hết rồi ở bên dưới tầng hầm. Có đúng không ta? Chứ mình thấy toàn bộ nhá, chỉ là những cái con thú bông thôi. Cho nên mình nghi ngờ là những cái người mà được nhận được vé đến đây là sẽ được tham gia một cái trò chơi mà hơi kinh dị một tí thôi. Chứ thực ra thì đây, cái trò chơi đó chính là cái bữa tiệc mà do Ruby Griska tổ chức để nhằm mua vui thôi. Có thể là như thế các bạn, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là đấy là kinh dị thôi. Thực ra là mình nghĩ cái mô típ của những cái nhân vật Ruby này theo kiểu kinh dị, thế là tạo ra một cái mà kinh dị như thế thôi. Chắc vậy các bạn ơi. Rồi, video đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này, hãy bấm một like, đăng ký kênh Người Mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì bấm vô trong chứ phải chữ đã xem hoặc chữ cái còn đáng yêu mình xuống tên tim cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.